các bạn. Hiện tại thì Hồng Nhi đang có mặt tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới của HP. Và ngày hôm nay thì nhà sản xuất HP sẽ cho ra mắt dòng laptop NV Laptop 13 thế hệ mới. Và trên tay mình đang là em nó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tham quan không gian sự kiện cũng như là trên tay nhanh sản phẩm này để xem ở đây có phải là một chiếc laptop thế hệ mới và đáng bỏ tiền để mua không nhé. Nào bây giờ xin mời các bạn hãy theo chân Hồng Nhi nhé. Và trên tay mình ngay lúc này đó là NV Laptop 13 của nhà sản xuất HP. Cảm giác của mình đầu tiên khi mà cầm vào chiếc máy này thì máy khá là nhỏ gọn và rất là nhẹ. Tổng trọng lượng của máy chỉ là 1,23kg mà thôi. Và đây là màu vàng huỳnh gấm. Các bạn có thể thấy là một cái màu vàng rất là sang trọng. Và ở đây thì logo của nhà sản xuất HP được làm nổi lên rất là đẹp. Và ở đây thì chúng ta có những cái đường cắt rất là đẹp nè, nhìn rất là sang trọng, có chữ NV. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra xung quanh nào. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cổng nguồn, cổng USB nè, cổng USB Type-C. Ở bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có cổng USB chắc cắm 3.5mm, cổng USB-C và khe thanh nhớ SD. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có một dải tản nhiệt để trong quá trình chúng ta sử dụng máy lâu thì máy sẽ không bị quá nóng. Ở đây chúng ta còn có hai cái thanh để giúp cho máy khi mà đặt trên cái mặt phẳng thì máy sẽ không bị cấn và không bị trầy. Xong như vậy đó là toàn bộ những phần bên ngoài thiết kế của máy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong nhé. Đầu tiên khi mà mở máy lên thì mình rất là ấn tượng với màn hình IPS LCD Full HD với kích thước là 13,3 inch. Và các bạn có thể thấy là hai bên được làm rất là mỏng để cái diện tích hiển thị, diện tích làm việc của chúng ta vẫn lớn, nhưng mà gói gọn trong một cái kích thước rất là nhỏ gọn và tiện lợi cho chúng ta. Phía trên này thì chúng ta sẽ có dải loa nè, và bàn phím chip LED thì được thiết kế tràn lề. Và trong một cái không gian nhỏ như thế này thôi, nhưng mà bàn phím vẫn có độ cách nhất định và hợp lý. Thì nãy giờ khi mà mình dùng thử thì những cái phím bấm này cũng rất là nhanh, rất là nhạy, và chắc chắn là sẽ mang đến những cái trải nghiệm thú vị cho chúng ta. Trên đây thì chúng ta sẽ có nút nguồn và sẽ có chữ NV ở đây nữa. Và một điều nữa là ở đây đó là một cái bảng lề để khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta mở lên thì cái này sẽ nâng máy lên, máy sẽ tản nhiệt ra và một phần nữa là tránh bị chạy máy. Nói về cấu hình thì laptop NV 13 này thì sẽ được trang bị chip Intel Core i7 thế hệ thứ 7, RAM 8GB và SSD là 256GB và máy được cài sẵn Windows 10. Và bên cạnh đó thì theo như nhà sản xuất HP cho biết thì chiếc laptop này sẽ hoạt động suốt 14 tiếng, tức là chúng ta có thể làm việc suốt cả một ngày luôn nhưng mà không cần phải dùng sạc, và rất là tiện lợi khi mà chúng ta đi công tác ở phía bên ngoài thì không cần phải đem sạc theo, chúng ta chỉ cần sạc khỏi cái laptop thì thôi, rất là tiện dụng. Bên cạnh đó thì máy còn được trang bị công nghệ sạc HP Fast Charge nè, kích 90% pin trong vòng 90 phút, giúp cho chúng ta có thể sẵn sàng cho một ngày dài năng động mà không cần phải bận tâm đến việc sạc pin luôn. Đây là dòng laptop hướng tới những bạn trẻ năng động nè, yêu thích giải trí đỉnh cao, cho nên là máy được trang bị âm thanh bởi Pan & Albertson với loa tứ và công nghệ quét âm HP Audio Boost và Smart Amp thế hệ mới, cho âm thanh lớn hơn, sống động hơn và cung trầm đầy đặn, sâu ấm mà không bị méo gì cả. HP NV Laptop 13 sẽ được phân phối bởi DigiWorld và FPT và máy sẽ được bán với giá khởi điểm là 20.990.000 đồng. Như vậy là nãy giờ chúng ta đã vừa cùng với nhau trải nghiệm không gian sự kiện cũng như là trên tay nhanh chiếc laptop này. Như vậy thì các bạn có ấn tượng gì với chiếc laptop này hay không thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.